không có hả chị? Có luôn cả. Rồi mấy cô chú cứ uống nước cho anh uống thoải mái. Con hát phục vụ. Thường á là con hát là không có ăn. Ví dụ ý là mấy cái hội nghị rồi đó. Nhưng mà hát với cô chú là cô chú bị ăn con ha. Khổ vậy đó. Con hát hoa trinh nữ nha. Hoa hồn rừng hoang gió núi theo sang dấu bụi đường trên vai hai cây hoa dài lẻ loi bên đường hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi hoa không bán hương thơm như nàng già đi trong vườn nhưng hoa trinh nữ đẹp giữa chuyện tình hai chúng ta xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa có ông vua trẻ xuân binh qua rừng dẹp cuốn sấm khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân vua sao xuyến tâm hồn mời nàng về chốn hoàng cung truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp như ánh sao tôi không phải là vua nên mộng tưởng thân bình thường như yêu một loài hoa trên vùng đá sọt buồn hiền loài hoa không hương không sắc mà nhưng loài hoa biến khép lá mây tôi không phải là vua nên nào biến đến xa hoa không ngọc ngà kiều hoa không nền gấm không cung son tôi chỉ là người lính xa nhà hay hoa nhớ người yêu dẫn xa nắng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say ngỡ đôi mi gầy giữa đêm trăng đầy cài then cũng ai